Xin chào mọi người, trước tiên cảm ơn mọi người đã quay lại xem cái kênh của mình nha. Hôm nay mình muốn chia sẻ một cái niềm vui nhỏ nhỏ của mình là cái vườn sen nè. Cái vườn sen này là mình trồng cũng được một năm rồi. Hôm nay nó nở bông rất là đẹp. Thật ra nó nở bông là 2 tuần trước rồi, lúc đó mình đi vacation thì con gái ở nhà nó quay sơ mấy cái bông nở đẹp cho mình, nhưng mà hôm nay tại vì trời mưa đó mình sợ nó bị rụng quá, cho nên mình ra mình quay mình chia sẻ cho cả nhà nha. Thì cái vườn sen này là thật ra là mình trồng chỉ có được mỗi một năm thôi, lần đầu tiên là nó được nở bông á. Mà cái vườn sen này cũng nhờ của một người bạn thân của bà xã mình á, chị Châu á, chị tốt lắm, chị những cái bông đồng đẹp, những cái gì chị share cho mình, cho gia đình mình, thì và chị chỉ cách trồng luôn. Thì cái này cũng dễ trồng lắm mọi người. Thì mình trồng chỉ có một năm thôi mà nó ra được bông nè. Rồi xong cái hôm nay cái nụ nè đẹp lắm nè. Ở trong cái nụ vàng nè. Rồi cái búp này khi mà nó ra bông rồi xong cái nó rụng cái bông ở ngoài rồi nó có cho cái búp mình. Hy vọng có thể 1-2 tuần nữa là mình được ăn cái búp sen này nha, màu xanh đó. Đó. Rồi cái này cũng dễ trồng lắm mọi người. Thì mình chỉ mua cái hồ nhỏ dưới đây nè. Đó. Rồi hôm bữa chị Châu chỉ cho mình chỉ có đâu mấy cọng em hả? Chị cho mình mấy cọng? Chỉ có khoảng một cái thao á, một cũng phải bốn chắc 5-6 cọng gì đó. Rồi có rễ rồi xuống cái mình mua cái mình bỏ xuống. Thì cái hồ cỡ nhà thì chỉ cho khoảng 1/4 của cái hồ này nè. Cho 1/4 cái hồ này nè, cái mình bỏ xuống là mình trồng cũng dễ trồng lắm mọi người. Cái thao mà chỉ cho mình đó là ở ngoài của cái chỗ mà Mỹ bán nó cũng mắc lắm, cũng khoảng 200 đồng á. Một cái thao vậy đó là ở ngoài này, nó bán là thành gấp 4 lần như của cái này ở ngoài mà nó bán 1/4 cái này thôi là cũng khoảng 200 mấy một thao đó. Mà việc trồng cũng dễ lắm. Thì mình chỉ mua phân cái mình bỏ xuống cái mình bỏ xuống bỏ nước vô là nó lên, còn mùa đông á là mình cắt nó hết em ha. Dạ, mùa đông cắt hết rồi tắt nước ra. Cắt hết rồi tắt nước ra rồi xong cái mình đậy nó lại cho nó ngủ đông á, rồi xong qua mùa xuân cái bắt đầu nó mọc lên lại. Nó mọc trước đầu cho nó mọc lá. Một bao phân vô bỏ nước vô mọc. Dạ. Dạ, nếu mà có ai mà cần liên lạc trồng cái sen như thế nào á thì comment cho mình biết để mình có thể chia sẻ cái cách trồng bông sen nha. Tại vì bông sen này nó cũng dễ trồng lắm, nhưng mà tại ít cái người trồng á nó cũng dễ trồng lắm. Búp sen nè. Nó cũng dễ trồng lắm. Mai mốt hy vọng búp sen này lớn nè, có cái hộp sen ăn. Dạ. Thì lá sen này mình gói mình dùng lá sen mình gói mình nấu xôi. Sen này là dùng hết luôn á. Hoặc là mình lấy thấy có một cái chú nào có trên cái clip đó, lấy lá sen gói cái con gà nhỏ nhỏ đó nướng, gà nướng lá sen. Cũng vui vui. Thì nếu mà có ai mà cần liên lạc qua trồng sen, hoặc là có ai ở gần ở mình, nếu cần mình sang sẻ cho, tại vì nó ra nhiều quá rồi. Nhiều lắm. Nó ra quá trời bây giờ. Mình bứng ra mình. Rồi có này mình bứng ra mình cho. Rồi mình chỉ cách trồng cũng dễ lắm, comment vô cho mình biết nha. Được 7 cái mừng quá, có bông sen á mình thương lắm, mình trồng cây á, vợ chồng mình á nói chuyện với cây. Là mới đầu thấy chưa có thấy ra bông, nó sen ơi sen cho mình xin cái bông nha, cho chị xin cái nha, nhưng mà năm nay nó cho mình được 7 cái vui quá trời luôn, cũng cộng được 7 cái á. Tại vì mình trồng cây mình phải thương nó, mình nói chuyện với nó. Cái gì mình muốn chia sẻ cho cả nhà cái vườn bông sen của mình nha. Rồi sẵn đây cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái channel của mình và coi những clip của mình. Nếu mà
có muốn biết thêm chi tiết về trồng cái sen á, thì comment cho mình biết, hoặc là thích cái clip này thì cho mình xin một cái like và một cái share ha, để ủng hộ cái channel của mình. Thôi chào cả nhà nha, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ok, tạm biệt, bye bye.